Nè thái tử, săn bắn là bản tính của sát đế lỵ. Bảo vệ kẻ yếu cũng là trách nhiệm của sát đế lỵ thưa bệ hạ. Con đồng ý Devadatta đã bắn trúng con chim này không? Nhưng mà con đã cứu nó, đó chính là sự thật mà, ngài công nhận chứ? Ta nghi ngờ bản tính sát đế lỵ của em. Ta cũng nghi ngờ lòng trắc ẩn của huynh. Khi ta làm tổn thương kẻ khác thì sẽ tạo nên khổ đau. Yêu thương che chở là gắn kết sự chân tình. Trên đời này cần sự chân tình hay là khổ đau? Đám mây không phải bao giờ cũng chở theo mưa. Cùng một thửa ruộng nhưng mỗi năm chúng ta thu hoạch không giống nhau. Trên cùng một bàn tay, các ngón tay cũng hoàn toàn không giống nhau. Chính pháp của sát đế lỵ cũng không cần thể hiện nhờ vào săn bắt. Love.